Sáng nay, tôi muốn tiếp tục và hoàn thành bài học của chúng ta về sự phục sinh. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ xem xét nó từ một góc độ hoàn toàn khác. Chúng ta đang xem xét tầm quan trọng của sự phục sinh và đặc biệt là ý nghĩa của điều đó. Nó có nghĩa là gì? Nó có ý nghĩa gì đối với chúng ta? Nó có ý nghĩa gì đối với toàn bộ vũ trụ? Đức Chúa Trời đã làm gì khi khiến Chúa Giê-xu sống lại từ cõi chết? Và tôi muốn bắt đầu bằng cách nói rằng tôi tin thân thể phục sinh của Ngài sau khi sống lại không phải là thân thể họ đặt vào trong mộ, mà là một thân thể mới được tạo ra. Và thân thể cũ đã đơn giản là biến mất vào hư không. Đức Chúa Trời có thể tạo ra một cái gì đó từ hư không và Ngài có thể đưa một cái gì đó trở lại hư không. Đó là lý do tại sao tấm khăn liệm đã bị sụp xuống. Đó là lý do tại sao Chúa Giê-xu không cần phải cởi bỏ khăn liệm như Lazarus. Tuy nhiên, thân thể mới vẫn mang nét tương đồng với thân thể cũ. Nó vẫn còn vết đinh đóng. Nó vẫn có các đặc điểm trên khuôn mặt của Ngài. Nó có thể được nhận ra, nhưng nó là một cơ thể mới. Đó là một cơ thể thực sự, một cơ thể hữu hình chạm được, nhưng cũng là một cơ thể có thể trở nên vô hình và không chạm được, theo ý muốn của người sở hữu nó. Lý do tại sao tôi tin như vậy là bởi vì tôi tin rằng sự sống lại là khởi đầu của sự sáng tạo mới. Thân thể mới của Chúa Giê-xu là phần đầu tiên của sự làm mới lại vũ trụ. Và đó là khởi đầu của sự sáng tạo mới. Đó là điều quan trọng đối với tôi. Hãy để tôi mở rộng về điều đó. Khi tôi nói, tôi tin rằng Đức Chúa Trời đã tạo ra một cơ thể mới cho con Ngài trong bóng tối của ngôi mộ, một cơ thể bất tử, một cơ thể sẽ tồn tại mãi mãi, một cơ thể sẽ không già đi như cơ thể trước đây của Ngài đã từng. Một cơ thể mới là như thế. Tôi hỏi bạn một câu hỏi mà tôi nghĩ bạn chưa bao giờ tự hỏi mình. Nhưng tôi luôn đọc Kinh Thánh và đặt câu hỏi. Đầu óc tôi là kiểu như vậy. Tôi chưa bao giờ lớn cả. Và cũng giống như những đứa trẻ cứ liên tục hỏi, tại sao hả bố? Tại sao? Như thế nào? Khi nào? Ở đâu? Trẻ em có rất nhiều câu hỏi, và đó là cách chúng học. Và tôi e là mình chưa bao giờ lớn. Vì vậy, tôi đặt câu hỏi. Và câu hỏi của tôi về sự phục sinh là thế này. Chúa Giê-xu lấy quần áo phục sinh từ đâu? Bạn đã bao giờ nghĩ về chuyện đó chưa? Bạn biết rằng Ngài đã để quần áo của mình lại trong ngôi mộ. Vậy Ngài có xuất hiện trần truồng trong sự phục sinh không? Tôi nghĩ là không, bởi vì một nhóm phụ nữ nhìn thấy Ngài đầu tiên, và tôi không nghĩ Ngài khỏa thân xuất hiện trước mặt họ. Vậy, Ngài lấy quần áo từ đâu? Có phải Ngài đã tìm thấy một cửa hàng và mua quần áo ở đó? Hay có ai đó thương hại Ngài khi nhìn thấy người đàn ông khỏa thân này và vội vã về nhà lấy cho Ngài quần áo không? Ngài lấy quần áo từ đâu? Tất cả các bạn đều tin rằng Ngài đã mặc quần áo phục sinh của mình. Vậy thì Ngài lấy quần áo từ đâu? Giơ tay lên nếu bạn biết. Một, hai, ba, bốn. Được rồi. Vâng. Câu trả lời là Ngài lấy quần áo mới từ cùng một nơi mà Ngài nhận cơ thể mới. Và Đức Chúa Trời toàn năng không cần tốn nhiều sức để tạo cho Ngài bộ quần áo phục sinh như thân thể phục sinh của Ngài. Ngài là khởi đầu của một sự sáng tạo mới. Đó là một cơ thể mới với quần áo mới. Một sự sáng tạo mới. Hãy suy nghĩ điều này thêm một chút. Bạn có nhận ra rằng Chúa Nhật phục sinh là khởi đầu của tuần thứ hai của sự sáng tạo không? Trong tuần đầu tiên của công cuộc sáng tạo, Đức Chúa Trời đã dựng nên trời mới và đất mới trước tiên, và cuối cùng là con người. Trong sự sáng tạo mới, Ngài tạo ra những con người mới trước tiên, và trời mới, đất mới sau cùng.
Tất cả điều này là theo thứ tự ngược lại. Và phần đầu tiên của sự sáng tạo cũ được làm thành sự sáng tạo mới là thân thể của chính con Ngài. Và đó là lý do tại sao việc đó xảy ra vào ngày đầu của tuần lễ. Đó không phải là ngày Sa-bát và không phải là ngày nghỉ, mà là ngày làm việc đầu tiên trong tuần. Mọi người đã trở lại làm việc vào ngày Chúa Giê-xu sống lại từ cõi chết. Và đó chính là lý do tại sao Ngài sống lại. Và cũng là lý do tại sao Đức Chúa Trời khiến Ngài sống lại từ cõi chết. Đức Chúa Trời đã trở lại làm việc và bắt đầu sự sáng tạo mới với con của Ngài. Bạn đã bắt đầu hiểu ra rằng chúng ta đang sống trong ngày thứ 8 của sự sáng tạo không? Chúa đã tạo ra thế giới trong 6 ngày. Tôi sẽ không kể đến độ dài ngắn của các ngày đó. Nhưng ngày thứ 7 là một ngày rất dài. Nó kéo dài hàng thế kỷ. Trong thời gian đó, Chúa không tạo ra điều gì mới. Như sách Truyền Đạo đã nói, không có gì mới dưới mặt trời. Khi bạn đến với Tân Ước, từ mới liên tục xuất hiện. Đó là về sự sáng tạo mới. Sự sáng tạo cũ bây giờ đã kết thúc, và vì vậy, Đức Chúa Trời đã quay trở lại làm việc trong sự sáng tạo mới của Ngài vào Chủ nhật đầu tiên khi Chúa Giê-xu sống lại từ cõi chết. Đức Chúa Trời đã làm việc trở lại. Đó là lý do tại sao cơ đốc nhân chúng ta không thờ phượng Chúa vào ngày thứ Bảy. Bởi vì khi người Do Thái thờ phượng vào thứ Bảy, vào ngày Sa-bát, họ đang nhớ rằng Chúa đã nghỉ ngơi vào ngày thứ Bảy. Và đó là ngày nghỉ ngơi của họ. Đó không phải là một ngày nghỉ ngơi cho các cơ đốc nhân bình thường. Đó thường là ngày bận rộn nhất trong tuần. Bởi vì điều chúng ta đang chúc mừng không phải là sự nghỉ ngơi của Chúa khi kết thúc quá trình sáng tạo của Ngài, mà là Ngài đã làm việc trở lại và Ngài bắt đầu sự sáng tạo mới. Đó là ý nghĩa sâu xa của sự phục sinh. Đó là sự khởi đầu của một thế giới mới. Là sự sáng tạo mới đầu tiên của Đức Chúa Trời. Cơ thể mới của Chúa Giê-xu. Bởi vì tôi đã nói với bạn rằng cơ thể mới của chúng ta sẽ giống như cơ thể vinh quang của Ngài. Và vì vậy, những cơ đốc nhân không bao giờ nói rằng tôi tin vào sự bất tử của linh hồn. Họ nói rằng tôi tin vào sự sống lại của thân thể. Và sự sống lại ở đó có nghĩa là sự sáng tạo mới. Vậy, đây là ý nghĩa và tầm quan trọng sâu xa của sự phục sinh. Đó là sự khởi đầu của sự sáng tạo mới. Và nó sẽ không kết thúc cho đến khi toàn bộ vũ trụ chết đi và được sống lại trong trời mới, đất mới. Sự phục sinh của Chúa Giê-xu là sự khởi đầu của một vũ trụ hoàn toàn mới. Đức Chúa Trời, đứng tạo dựng cõi sáng tạo cũ, đã quay trở lại làm việc. Vì vậy, chúng ta chúc mừng ngày làm việc đầu tiên trong tuần của người Do Thái, Chủ nhật. Và đó là lý do tại sao chúng ta làm điều đó. Đó là ngày phục sinh. Và kể từ những ngày đầu tiên, các cơ đốc nhân đã dấy lên để thờ phượng vào sáng Chủ nhật. Vì đó là ngày trọng đại của việc Chúa bắt đầu lại công việc sáng tạo. Nhưng lần này là một sự sáng tạo hoàn toàn mới. Nhưng sự phục sinh có nhiều ý nghĩa hơn thế. Chúng ta hãy trở lại ngay với cuộc xử án của Chúa Giê-xu. Tại phiên tòa xét xử Chúa Giê-xu, họ kết tội Ngài phạm thượng trong phiên tòa của Do Thái vào ban đêm. Trong phiên tòa ban ngày trước Pôn-sơ Phi-lát, người La Mã, Ngài bị cáo buộc phạm tội phản quốc. Và chúng ta biết rằng Ngài vô tội trong cả hai tội danh. Ngài tự gọi mình là Chúa. Nhưng Ngài đã nói sự thật. Đó không phải là phạm thượng. Ngài là vua của người Do Thái. Nhưng đó không phải là phản quốc. Đó là sự thật. Và vì vậy, điều mà sự phục sinh đang làm trước hết là đảo ngược phán quyết của tòa án loài người. Đức Chúa Trời đang nói rằng, các ngươi đã sai, con ta vô tội.
Như Phao-lô nói, đó là Đức Chúa Trời tuyên bố rằng Chúa Giê-xu là con của Ngài bằng sự sống lại từ cõi chết. Và đó là phần đầu của bức thư gửi cho người Roma. Chúa đang nói, các ngươi đã sai khi lên án con ta, người vô tội trước mọi cáo buộc, và ta tuyên bố người vô tội bằng cách khiến người sống lại từ cõi chết. Và chính từ giây phút phục sinh đó, các sứ đồ, các môn đồ và tất cả các tín hữu khác đã xác tín rằng Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời, đã được chứng minh là đúng. Mọi điều Ngài đã nói về Ngài đều là đúng. Và Đức Chúa Trời đã đảo ngược phán quyết của tòa án loài người để bây giờ chúng ta biết ai đúng, ai sai. Và chính Chúa Giê-xu là người đúng. Chúa Giê-xu đứng đã nói sự thật. Không phải Anne và Cai-phe, không phải Pôn-sơ Phi-lát, không phải Hê-rốt, không phải bất cứ ai. Chúa Giê-xu đã được Đức Chúa Trời chứng minh là con Ngài bằng cách đảo ngược bản án. Nhưng sau đó bạn hỏi, tại sao Đức Chúa Trời không đảo ngược phán quyết sớm hơn? Tại sao Ngài không can thiệp khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh và ngăn chặn hình phạt đó? Tại sao Đức Chúa Trời không bước vào? Ngay cả khi đám đông chế giễu Chúa Giê-xu và nói, khi Ngài kêu lên, Eli, Eli, lama sabachthani, Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, tại sao Ngài lìa bỏ tôi? Đám đông nói, hắn đang kêu cầu Đức Chúa Trời, hãy xem Chúa có đến và giải cứu hắn không? Hãy xem Chúa có đảo ngược phán quyết không? Nhưng Đức Chúa Trời đã không làm vậy. Ngài để Chúa Giê-xu chết. Ngài để Chúa Giê-xu được chôn cất và đã không khiến Chúa Giê-xu sống lại cho đến ngày thứ ba sau đó. Tại sao Đức Chúa Trời không đảo ngược phán quyết trước sự trừng phạt? Đó là câu hỏi. Chà, khi tôi nói với bạn về sự chết của Chúa Giê-xu, tôi đã nói với bạn tại sao Đức Chúa Trời muốn Chúa Giê-xu bị trừng phạt. Đức Chúa Trời muốn Chúa Giê-xu chết. Đức Chúa Trời muốn thập tự giá. Và như vậy, sự phục sinh có nghĩa là những gì Chúa Giê-xu đã làm trên thập tự giá giờ đây đã được Đức Chúa Trời chấp nhận. Không chỉ con người của Ngài được minh oan, mà công việc của Ngài cũng đã được chấp nhận. Và sự phục sinh chứng minh rằng công việc của Ngài trên thập giá đã được Đức Chúa Trời chấp nhận như một của lễ chuộc tội lỗi của cả thế giới. Không phải tất cả đều phù hợp với nhau một cách tuyệt vời sao? Đức Chúa Trời biết những gì Ngài đang làm. Và thời điểm đã đến, sau khi Chúa Giê-xu bị trừng phạt, sau khi Ngài bị giết, Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cõi chết sống lại và đảo ngược phán quyết. Nhưng trong khi đó, Ngài đã bị trừng phạt vì tội lỗi chúng ta. Ngài đã chết vì chúng ta, theo lời Kinh Thánh. Vậy chẳng phải sự phục sinh rất ý nghĩa hay sao? Tôi đã gặp những cơ đốc nhân nghĩ rằng ý nghĩa duy nhất của sự phục sinh là chúng ta sẽ sống sót qua cái chết. Không, nó còn hơn thế nữa. Đó là sự khởi đầu của một vũ trụ hoàn toàn mới. Và những gì Đức Chúa Trời đã bắt đầu, Ngài sẽ hoàn thành. Nhưng theo thứ tự ngược lại với tuần sáng tạo đầu tiên. Tôi hy vọng rằng lần tới khi bạn thờ phượng vào Chủ nhật, bạn sẽ nhớ một số điều này và nói, Hallelujah, Đức Chúa Trời đã quay trở lại làm việc. Ngài lại bận rộn. Ngài đang sáng tạo trở lại. Và tôi là một phần trong tạo vật mới của Ngài. Đó không phải là thú vị sao? Bạn được phép thì thầm Hallelujah. Không, đừng nói. Hãy nói điều đó bởi vì bạn muốn. Tôi chưa bao giờ vui mừng đến thế khi ai đó nói Hallelujah một cách tự nhiên. Và tôi biết điều đó đến từ họ, chứ không phải từ tôi. Xin lỗi, tôi đã nhắc điều này hơi nhiều, phải không? Tôi đã lặp lại điều đó vài lần rồi. Và bạn vẫn không nói Hallelujah khi tôi nói với bạn rằng bạn là một phần của tạo vật mới. Không! Vậy đó là một số ý nghĩa, tầm quan trọng. Và vì tất cả những điều đó và hơn thế nữa, sự phục sinh là nền tảng đức tin của chúng ta. Và Phao-lô trong Nhất Cô-rinh-tô chương 15 có một tuyên bố rằng nếu Đấng Christ không sống lại, và ông nói rõ những hậu quả,
Nếu Đấng Christ không sống lại từ cõi chết, thì chúng ta vẫn còn trong tội lỗi của mình. Thập tự giá không thể làm bất cứ điều gì cho bạn nếu không có sự phục sinh. Đó là điều Phao-lô đang nói. Rằng nếu Đấng Christ không sống lại từ cõi chết, chúng ta vẫn còn trong tội lỗi của mình. Không có gì thay đổi. Thập tự giá không có tác dụng. Ngài đã chết vô ích nếu Ngài vẫn còn trong ngôi mộ. Và nhiều người đã nhận ra rằng sự sống lại quan trọng như thế nào đối với Cơ Đốc giáo. Không có sự sống lại, mọi thứ đều sụp đổ. Hội thánh của chúng ta sẽ phải đóng cửa. Chúng ta sẽ phải thừa nhận với thế giới rằng chúng ta đã tin vào một lời nói dối, rằng chúng ta đã bị lừa dối, chúng ta đã bị lừa gạt. Cơ Đốc giáo sẽ phải đóng cửa nếu Đấng Christ đã không sống lại từ cõi chết. Nhiều người đã cố gắng nói rằng việc Đấng Christ sống lại hay không, không quan trọng. Ngài đã đến với tư cách là một người thầy hoàn hảo, và giá như tất cả chúng ta làm theo lời dạy của Ngài, thì thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Những người như Gandhi, Mahatma Gandhi của Ấn Độ, người đã được dùng để giải phóng Ấn Độ khỏi quyền lực của thực dân Anh. Bạn đã xem bộ phim Gandhi chưa? Đó là một bộ phim tuyệt vời và rất chân thật về cuộc đời của Gandhi. Và ông đã tin vào lời dạy của Chúa Giê-xu và ông đã cố gắng áp dụng nó, đặc biệt là lời dạy về phản kháng phi bạo lực, vốn là trọng tâm cuộc đời của Gandhi. Và ông cho rằng đó là nhờ một mục sư tên là Stanley Jones, một nhà truyền giáo. Gandhi đã tiếp thu từ nhà truyền giáo này những lời dạy của Chúa Giê-xu, và đó là tất cả những gì ông ấy tiếp thu. Ông ấy không bao giờ tiếp thu ý tưởng rằng Chúa Giê-xu vẫn còn sống, nhưng ông ấy đã tiếp thu được lời dạy. Và Gandhi nói, giá như chúng ta sống giống như bài giảng trên núi, thì Ấn Độ có thể được tự do. Và vì vậy, sự vận động chính trị của Gandhi dựa trên bài giảng trên núi, và nó có tác dụng. Còn Lev Tolstoy, người Nga thì sao? Ông ấy cũng tin vào Chúa Giê-xu như là một người thầy, và nghĩ rằng Ngài là người thầy đạo đức vĩ đại nhất mà thế giới từng biết, và tìm cách áp dụng lời dạy của Ngài, đặc biệt là trong các tiểu thuyết tiếng Nga của mình. Và có nhiều người như thế ở Anh Quốc, những người mang kiểu tư tưởng đạo đức Cơ Đốc, một lối sống Cơ Đốc. Họ tin rằng sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu là sự dạy dỗ tốt và sẽ cố gắng sống theo nó. Chỉ có một vấn đề với điều đó. Chưa từng có ai thành công trong việc sống theo bài giảng trên núi. Tiêu chuẩn quá cao đối với bản chất con người. Và việc thừa nhận rằng nếu chúng ta sống như vậy, thế giới sẽ là một nơi tuyệt vời là một chuyện. Nhưng khiến mọi người sống được như thế lại là chuyện khác. Bởi vì không ai trong chúng ta có khả năng làm điều đó. Khi Chúa Giê-xu khiến cho tội lỗi nặng hơn tội phạm, thì Ngài đã khiến tất cả chúng ta thật khốn khổ. Ngài đã nói, một tội phạm là giết người. Nhưng nếu ngươi muốn ai đó chết hoặc gọi ai đó là kẻ ngu, thì ngươi đã giết họ trong thâm tâm. Sự khinh miệt đồng nghĩa với giết người trong suy nghĩ của Chúa Giê-xu. Và Ngài nói, luật pháp nói rằng ngươi không được ngoại tình, nhưng nếu ngươi đã từng nghĩ về điều đó, nhìn vào một người phụ nữ và ước ao được đưa cô ấy lên giường, thì ngươi đã ngoại tình. Ngài khiến cho suy nghĩ và cảm giác bên trong cũng tồi tệ như bất kỳ hành động bên ngoài nào. Đó là bài giảng trên núi. Nói với bạn phải yêu kẻ thù của bạn, cầu nguyện cho họ. Không thể tin được. Và Ngài bảo bạn hãy giữ riêng tư về đời sống cầu nguyện, sự ban cho và sự kiêng ăn của bạn. Và đừng làm bất cứ điều gì trước con mắt của loài người. Đừng để tay phải của ngươi biết tay trái của ngươi đang làm gì. Tất cả các lời dạy của bài giảng trên núi, tôi chỉ cảm thấy thật xấu hổ khi đọc nó. Bạn phát hiện ra rằng bạn thực sự là một tội nhân. Bạn có thể không phải là một tội phạm, nhưng than ôi, bạn là một tội nhân khi đọc bài giảng trên núi. Vấn đề là chúng ta không thể giữ nó nếu không có sự phục sinh.
Tất cả những lời dạy đó là vô ích, lãng phí. Đó là những gì Phao-lô đang nói trong Nhất Cô-rinh-tô chương 15. Và có lẽ đó là lý do tại sao người ta cực kỳ miễn cưỡng chấp nhận sự phục sinh. Ngay cả khi đã nhìn vào bằng chứng và bị thuyết phục, bạn sẽ không tin vào số lượng giả thuyết đã được đưa ra bởi những con người tri thức để bác bỏ sự phục sinh đâu. Chẳng hạn, có những người nói rằng thi thể đã bị đánh cắp khỏi ngôi mộ, mặc dù đã có một tảng đá niêm phong và lính canh. Bằng cách nào đó, ai đó đã đánh cắp được cái xác. Có những người khác nói rằng khi các phụ nữ đến vào Chúa Nhật phục sinh, họ đã đến nhầm ngôi mộ. Chà, họ đã chứng kiến nơi Ngài được đặt, chỉ có một ngôi mộ ở đó. Làm thế nào họ có thể đi đến nhầm ngôi mộ? Không phải là nghĩa trang đầy những ngôi mộ sao? Nhưng đó là một ngôi mộ riêng. Và người ta vẫn tin như vậy. Và sau đó có những người nói rằng những lần xuất hiện phục sinh là ảo giác. Họ nghĩ rằng các môn đồ chỉ nhìn thấy Ngài còn sống. Nhưng thực ra, Ngài đã ăn bữa tối của họ và sau đó còn nấu bữa sáng cho họ. Và ảo giác thường không chuẩn bị thức ăn cho bạn hoặc ăn nó. Và sau đó có những người nói rằng Ngài chỉ ngất đi trên thập tự giá và nghĩ rằng bằng cách nào đó, trong sự mát mẻ của ngôi mộ, Ngài đã hồi phục sau một trận đòn thừa sống thiếu chết, không ăn uống gì kể từ bữa tiệc ly. Và rồi 3 ngày sau, Ngài bình phục và có thể đẩy hòn đá đi và đi ra ngoài. Ý tôi là toàn bộ điều đó trở nên thật lố bịch. Tại sao họ quá sốt sắng để chứng minh rằng Ngài đã không sống lại? Vâng, tôi đã nói với bạn ngày hôm qua, và tôi sẽ lặp lại nó ngay bây giờ. Vấn đề của họ không phải là vấn đề tinh thần, đó là vấn đề đạo đức. Họ không muốn Ngài còn sống, bởi vì nếu Ngài còn sống, thì bây giờ họ phải chịu trách nhiệm trước mặt Ngài. Họ phải thay đổi cách sống. Họ phải chấp nhận lời dạy của Ngài và nhờ Thánh Linh Ngài mà sống theo cách đó, và mọi người không muốn thay đổi. Đó là lý do tại sao họ không muốn tin vào điều đó, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến họ rất sâu sắc. Và điều đó cũng có nghĩa là mọi điều Ngài nói đều là đúng, bởi vì Đức Chúa Trời đã minh oan cho Ngài. Và một trong những điều Ngài nói là mọi con người sẽ phải chịu trách nhiệm trước mặt ta. Ta sẽ phán xét các nước. Nó có nghĩa là tất cả mọi người trong chúng ta và tất cả mọi người ngoài kia không có mặt trong buổi nhóm này, một ngày nào đó sẽ đứng trước Chúa Giê-xu để bị phán xét. Nó có nghĩa là một ngày nào đó Pontius Pilate sẽ phải đến trước mặt Chúa Giê-xu. Điều đó có nghĩa là một ngày nào đó Hitler sẽ đứng trước Chúa Giê-xu và Saddam Hussein và tất cả mọi người một ngày nào đó sẽ phải đứng trước Ngài. Và Ngài sẽ quyết định tương lai vĩnh cửu của họ. Đó là những gì Ngài đã nói. Và sự phục sinh chứng minh rằng Ngài đã đúng và đã nói sự thật. Và mọi người không muốn nghĩ rằng họ phải trả lời trước Chúa Giê-xu. Họ ghét ý nghĩ rằng một ngày nào đó Ngài sẽ nói, người đã sống như thế nào khi còn ở trái đất. Nhưng đó là sự thật. Và tôi sẽ nói thêm về điều đó vào sáng mai trong bài nói chuyện thứ hai. Điều cuối cùng mà tín điều các sứ đồ nói về Chúa Giê-xu là Ngài sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết. Và chúng ta sẽ nhìn vào điều đó trong bài học cuối cùng của chúng ta vào ngày mai. Vậy đó, mọi người không muốn tin vào điều đó. Và tôi đã sống đủ lâu để biết rằng những người không muốn tin một cái gì đó thì sẽ không tin nó. Nếu họ thực sự quyết tâm không chấp nhận sự thật, họ có thể tìm mọi cách để trốn tránh nó. Họ có thể quanh co theo một cách nào đó, và một số người tốt nhất, tử tế nhất, từ chối tin vào sự phục sinh vì họ không muốn thay đổi. Đó là gốc rễ của vấn đề. Tuy nhiên, tôi cũng đã thấy những người tồi tệ nhất mà tôi có thể gặp trong đời đã được biến đổi, được thay đổi khi họ gặp Chúa Giê-xu phục sinh.
khi họ nói chuyện với Chúa Giê-xu và thấy rằng Ngài còn sống. Và điều đó đối với tôi là bằng chứng lớn nhất về sự phục sinh, rằng Ngài vẫn đang làm việc. Thực tế, ở đầu sách Công vụ, bác sĩ Luca, người đã viết nó, đề cập đến điều này trong phúc âm của ông. Ông nói, trong sách thứ nhất tôi đã viết cho ông, tôi đã viết về mọi điều Chúa Giê-xu đã làm và dạy từ ban đầu. Bây giờ, tôi đang viết tập thứ hai về những gì Ngài vẫn tiếp tục làm và dạy. Và 2.000 năm sau, Ngài vẫn đang làm việc. Như chúng ta sắp đến với bài nói chuyện thứ hai sáng nay về sự thăng thiên. Tôi đã viết một cuốn sách nhỏ có tên là Chúa Giê-xu hiện đang ở đâu và Ngài đang làm gì. Và phần thứ hai của tiêu đề đó là rất quan trọng. Sự thăng thiên. Có những điều Chúa Giê-xu đang làm hiện nay mà Ngài không thể làm được nếu Ngài còn ở trên trái đất. Và đó là chủ đề của bài nói chuyện tiếp theo của tôi. Tôi sẽ dừng bây giờ, bởi vì tôi muốn có nhiều thời gian để nói về sự thăng thiên. Vì vậy, chúng ta hãy giải lao ngay bây giờ và quay lại sau 15 phút, và chúng ta sẽ nói về sự thăng thiên.